9 giây để chuẩn bị hành trang, ba lô, khăn gói, quả mướp để cùng nhau lao vào video xem có những cái gì giải trí nha. Cục tắc tắc. Nhà có khách đi mấy đứa. lại còn mò mẫm à. Nào, đứa nào mà dám lại đụng vô con của bà ấy rồi. Ôi thôi chết đại ca ơi. Bình tĩnh, chúng ta có thể là gọi là giải hòa được cơ mà. Như nào? Một mổ này, quay trai, né đòn này. Không kinh đi chứ nhở, hảo hán chứ. Các con, im chỗ nấp đi. Thằng danh con này, ta sẽ lo được. Đầu gấu à, úi giời, làm gì vậy anh trai? Ấy cởi áo để khoe hình xăm á, úi giời. Ok, ngon đấy. Đi bây giờ xong chưa? Lên kèo solo nhá. Chà, ui, chắc chắc chắc. Đại ca, gì mà yếu thế? Mới có hai đòn thôi, chết thiệt đi chứ nị. Chỉ màu mè là giỏi đi. Nào, ngon thì ăn thêm nữa ông cho nó bổ. Úi giời, úi giời. Chết liền rồi nhá. Quá mẹ cái tiền chư là nói chuyện không hiểu đi du lịch hay là đi gọi là nạn tránh sóng thần nữa thì dỗ tím người luôn, trả tiền đi cho bố mình đi về. Má cái thằng dở hơi biết bơi này nha, lên cho nó tử tế nha, thì bọn này mới biết đường mới đỡ chứ. Ai chết tiệt thì khốn nạn thế. Cái mặt tao đây này. Tôi sắp ăn kít đến nơi rồi nghe mà. Tôi liều nhảy nha, chơi đi. Thế là bốc chít à? Thật sao? Ôi má ơi, có bom chạy đi bọn bay rồi bịch. Ai ôi cái đầu tôi sao lại đau đớn như này? Thì sao lại luôn là tao thế hả? Cái gì anh Samara à? Ok, người đẹp đấy. Ôi nóng. Thôi vợ của ông nào bây giờ ông nhận về đấy nhá. Ôi kiếm cái này cơ mà. Trời ơi, con hàng này đánh giá là vẫn hơi bị Nguyễn Thị Non đấy. Nhà ông bạn à, thuê ông bạn làm việc chứ không phải là thuê người mẫu bơi lội nhá. Trời ơi, mát mẻ thích nha. Thôi lên làm tiếp đi nào người anh em của tôi ơi. Vâng thưa quý vị và các bạn, một cú phi dù mắt mục sắp sửa được tiến hành. Lạ. Ôi tao quá. Tao bay được chưa? Thôi dẹp mẹ nó cái trò này đi, ngừa vãi nhái nha. Ây ơi, bà cô bị sao đấy? Nhảy có ông mà vẫn say nắng à? Ôi trời ơi, đổ các con dâu rồi, già đỡ mẹ nhanh lên. Hỡi nhồi, chắc tay chết mất thì ngất. Trời ơi, có sao không anh trai? À, cái gì tai nạn một tí thôi mà. Vẫn ok nha, con vợ. Anh này, nhìn anh biểu diễn này. Cái gì? Phi thường chưa? Ôi, phi thường. Thích đú đa đú đượn thế. Thì cũng phi vào tường. Một pha phi thẳng qua đầu, hứa hẹn sẽ đầy ngoạn mục. Ôi trời ơi. Trời ơi, còn chưa kịp nói hết câu thế là lủng luôn rồi à. Trời, mắc một đống thịt kia thì với thố cái nỗi gì nữa. Bơm mạnh cái tay lên thế nào. Ôi trời, mạnh mẽ lên. Bùm. Ôi trời ơi. Bom à, ôi trời ơi, bom cảm tử à. Ông nhõi giật hết cả cái cửa mình. Ôi trời ơi, hò hét cái nỗi gì. Đi rồi ngã đi, quạch tỏm. Bà kia còn cười cái gì nữa. Cũng ngã luôn đi cho nó có hội có bè lại còn. Cảm giác nó cứ bị phê pha. Cái quái nào ấy các cụ ạ. Ô mai chúa. Cái này là bao giờ thì mới hết vậy. Ôi trời ơi, cái định mệnh cuộc đời. Ôi trời ơi, tao hét đây. Ông kia. Ôi trời ơi, đau. Sao tao lại ở đây. Mấy ba có quả đi phượt hoành tráng gớm nhỉ. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Happy New Year. Một phát chốt ba luôn mà. Hơi cóng cán bộ ơi. Mấy con vợ này nhá. Ngọn gì đấy. Nhảy nhất xuống nước đi nào. Ôi giời ơi, cười sướng nha. Oh my god. Con ngựa này nó định làm cái gì đây hả các anh? Xong rồi.
bỏ mẹ lại một mình con ơi. Cho mẹ theo với chứ chạy đi đâu đấy. Chạy đi đâu đấy con ơi. Nào xem anh lên dốc đây này. Cha 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 cha. Ui trời ơi. Ôi ôi. Quả tiếp đấy đáng đồng tiền bát gạo đấy. Ừ, nào đừng có mà cản nhá. Nó đáng điên rồi đấy cha cha. Chỉ có thế thôi à. Ôi trời ơi đuối thế. Tưởng như nào. Giơ tay lên đi bạn ơi. Đón nhận làn nước gọi là mắt lẹn lẹn lẹn. Ý tao chỉ là một chút thôi mà. Nhiều như thế này thì ôm phẳng lao ra biển. Ngoại tràng. Ui giời ơi. Mẹ suy cha cái thằng điên này chứ. Tao đang đứng yên như này. Làm gì mà tự nhiên mày lại lại lao vào mông tao như thế. Lên đây ông đứng cho mày nhá. Chờ nó bỏ tức này. Kẹo thuyền kiểu mới à. Đi cùng xem nào. 3, 2, 1. YOLO. Hả? Trời ơi. Sao bảo cái cách này nó hay lắm cơ mà. Mình có anh đuổi không chứ nhỉ. Con hàng này mắc kẹt luôn à. Thích thể hiện đi. Ok. Lui. Mấy cái ông pháp sư Trung Hoa này ảo thật ý chứ. Má nó còn xuống đùn xe cơ. Rồi đùn bên kia sao nào. Ôi giời cũng không được luôn à. Ôi giời. Thôi. Đỗ mẹ nó xe sang chỗ khác đi cho nó nhanh. Mất thời gian quá đi chứ này. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những pha biểu diễn cái gọi là nghệ thuật tấu hài đường phố của các dân chơi rất là ảo ma đến từ Shiba, Shishuzu, Suka. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhưng mà nếu thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh cho bọn mình nha. Còn bây giờ thì Duy Hiếu xin phải nói lời chào tạm biệt, nghỉ ngơi để còn lấy sức để còn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các ông, các bà, cô dì, chú bác, cộng quan viên hai họ đã quay trở lại với channel của bọn mình. Vậy thì phải vô cái kênh này, vô cái video này. Thế thì mới tìm được những cái cảm giác cứ gọi là lạ ơi là lạ và vui ơi là vui. Thôi nói đi nói lại chỉ để là mời gọi mọi người vào thôi. Còn để chứng tỏ cho cái quan điểm là chúng ta ấy, là cùng muốn cái sự vui vẻ thì hãy đến ngay và lao ngay vào video để xem các nghệ sĩ của chúng ta sẽ phục vụ điều gì. Nào. Nhìn cái gì mà nghe, người ta đang hưởng thụ niềm vui, không có cái thoải mái bằng cái việc giải quyết nỗi buồn kịp thời nha. Hoạch cha, biết có không thiên hạ vô địch chưa. Ôi mẹ ơi, không nhịp rồi, chúng đông quá, cứu con với. Cái gì đây, người nhẹn phiên bản đồ mua Shopee à. Ôi giời ơi, hàng quá pha cờ e ke rồi anh em chị ơi. Nào, người ạ, có tự tin phá đảo không đấy? Ui giời, ok, thế giới hả? Thế thì quất thôi. Ui, quất nào, nhéo quá rồi. À, vẫn nầu em nha. Chất chơi lắm đấy rồi ơi. Ui chà, tính đi bơi hả hai cô em? Ui giời, tròn kèo với. Định ôm bà này á? Này, ôm này. Ở dưới đâu mát chứ, ui giời. Thôi, đưa tay để kéo lên nào. Ui giời, yêu quá. Úi giời, đảm bảo con vợ này đang cố với thằng người yêu rồi nha. Nhìn nó chọc cái ống hút kìa. À đâu, đang bị đứa kia mà chơi khăm mà. Úi giời, bắt con bé nhắm mắt à. Ôi thôi xong rồi, thế là hết ra đi luôn nha. Đừng lo anh em ơi, tôi gánh được. 1, 2, 3, lên đồng. Ồ, dễ. Thấy chưa, đã bảo là thằng này sẽ cân hết mà. Ôi giời, giờ đi tin chưa? Hả? Ôi giời ơi, định mệnh cái tiên sư. Cú lừa rồi, quất cuốn lặn thật. Như một nhẫn giả, anh leo cột. Chà, ôi ôi. Cái gì đây? Hả? Úi đù, sao lại đỉnh như vậy được? Cái thằng cha này, quái vật không phải là người nữa rồi. Ảo thật đấy. Hả? Sao con? Bị như thế con có khó chịu lắm à? Thôi rồi, cố gắng chịu được đi. Bố thương. Sắp về đến nhà rồi. Đứa gì mà trong nỗi buồn ruột gan thế? Vui trẻ con yêu. Thả tao ra cái lũ độc ác kia. Tao muốn được bay nhảy. Xin được trân trọng giới thiệu với bà con chiến mã nhà tôi. Trông mắt không? Ơ mà này, mày đừng có mà hôn hít tao nha. Nào,
đàn ông thì phải làm sao? Phải mạnh mẽ lên chứ. Không, thôi, không có hôn nào. Giời ơi, đèn đóm bán bụi hàng tuần trời, chả có cái thằng nào mà đến nó lau chùi gì cả. Cứ việc gì mà đến tay bà ở đây, có chết không chứ lì. Ai chà chà, khoe chiến lợi phẩm ngày hôm nay à? Ôi giời ơi, ok xong rồi. Phóng sinh ơi, ôi mà quan quan. Ôi giời ơi, tôi chết rồi, cái điện thoại của tôi. Cái thằng cha này.